Bắt đầu là anh thợ leo lên tiếp để cắt cái cây cột, cái dây vô để cắt cái cây còng này nữa nha. Bây giờ là anh lên tới đọt luôn rồi các bạn. Rồi giờ là anh tuột xuống các bạn, tuột xuống để cưa nha. Cột cái cọng dây, cái đó là cái chủ cái, cái đọt cái hay gì đó. Đó, cái bình bông á hả? Đó, rồi. Nè, giờ để lát sửa lại. Có cẩu mà. Cẩu nó chuyện rồi. Rồi. Uống mấy cái cây này được còn khỏe, đỡ quét nhà. Gác quét hoài. Rồi có thể là anh xuống dưới anh cưa luôn hay gì, cưa xuống dưới cưa luôn rồi. Không, ngay chân đó. Ngay ăn trên, nếu mà cái chớn đó quá nhánh quá, còn họ xuống chỗ này nó hẹp. Xuống chỗ này nó hẹp nè, xuống được. Rồi nó vướng ở đầu cây ra sao chứ, dở lên. Thôi rồi, hết sức tài rồi, cho anh thợ là điều khiển xe cẩu không chịu dở lên. Anh thợ trên đó thì tỉa mấy cái nhánh nhỏ nhỏ đó các bạn, cho nó hết nha. Rồi xe cẩu bắt đầu là nó đưa lên, bắt đầu ảnh cột ngang gần chỗ cái lóng, chỗ giò ảnh, chỗ tay của ảnh hay gì đó các bạn, để cưa cái lóng gì đó nha. Rồi bây giờ là có thể anh tuột xuống để anh đứng ở dưới mấy nhà anh cưa hết là rồi, hết thấy anh luôn các bạn. Rồi anh cưa đó, đứt rồi đó các bạn, đứt rồi đó.
này anh Trang, anh Trang vô đây đã kéo gốc ra rồi. Trời ơi, cái cây này mà nó không có lỗi hả? Sao thấy lỗi như vậy? Sao mình không thấy cái lỗi đen các bạn? Cái ổ ông lá nãy đâu bất tiêu không? Ông bằng ông lòng lá gì đó, đâu bất tiêu rồi. Coi dây điện nha các bạn, thấy dây điện nha, một chùm đang chó anh Thọ anh ngồi kìa. Rồi có thể giờ anh leo lên trên đó để anh cọt nhánh đó luôn nha. Biết hai để đây coi cái anh cắt luôn một hai nhánh một lượt hay là anh cắt từ nhánh đây không biết nữa. Rồi có thể giờ anh lên qua bên này để anh cưa cái đoạn nào đó các bạn. À coi chừng anh cưa luôn cái ngang chỗ mấy nhà đó luôn rồi. Trời ơi thiết. Dỏ mấy miếng thiết lên coi chuột chạy ra đó. Rồi cắt được rồi. Leo lên trên đó cắt tiễn cái chậu trên cái nữa hết thấy đường luôn. Cố gãy để các bạn anh qua bên đó anh cưa chút nữa gãy. Lên lên gãy đi gãy. Dở thiết luôn các bạn, dở thiết để bên kia nó trong sát trong nó còn cái nạn nữa nha. Hả? Tới đừng có gắt tới vậy. Rồi chia ra làm hai rồi. Đúng không?
ảnh cột ngang đó, các bạn cột ngang đó xuống dưới cắt một cái nữa rồi rồi bắt đầu là ảnh tụt xuống nha. Trời, chỗ đó nó dướng luôn cái sắt các bạn. Rồi dính đinh rồi. Nó bay ra lên con chân kìa. Không. Tụt xuống chạy. Ông bằng ông gì á. Rồi bây giờ là anh cưa ngang nó tắt nó các bạn. Rồi anh thợ leo lên cột dây tiếp rồi các bạn. Còn một cái đoạn cây ở trong nghe đó nghe nó còn mắc kẹt cái sắt nha. Để coi ra anh xử lý hay sao các bạn, xuống dưới cắt một đoạn hay là cắt nguyên gốc luôn đây. Dở thiết lên luôn, tới công chuyện luôn các bạn. Rồi thả cái máy cưa xuống và anh tuột xuống luôn nha. Tiếp tục để dỡ cái đó nữa các bạn.
anh đập cái sắt tới ra mới cưa được, còn bị gì nó dính ở trong nhà của ta kìa. Lấy xà beng chọt cho cái sắt nó nhảy ra đi. Rồi giờ đẽo gốc, cắt gốc luôn các bạn. À các bạn thấy nè, trên này dính tùm lum ra trên nè, cắt gốc và gị đi luôn nha. Gốc nè các bạn. Rồi tới công chuyện. Trả lên. Đứng rồi các bạn. Chưa lên. Tim các bạn, còn cái tim chút hay là còn 1 mét nào đó chưa được. Rồi đứt rồi đó. Lên luôn. Ôi, chạy ra.
góc đó khá đẹp các bạn, các bạn. Góc như ý ha. Cái này cái gì các bạn, cái gì? Cái đêm sẹt hả? Trời ơi, cái lỗi của nó khá đẹp các bạn. Quá đẹp nè. Lên nước luôn, ngủ cái góc này mà móc một cái nhức nách luôn ha. Rồi mình kết thúc video các bạn ơi. Hẹn các bạn video tiếp theo ha.